Thế anh chị tại sao không phải là một khoảng thời gian nào đó nó sớm hơn mà lại phải đợi tới tận 10 năm vậy ạ? Lý do này thì chắc rất là nhiều khán giả cũng cũng đã từng nghe Phúc chia sẻ rồi, là bởi vì khi mà thực hiện một bộ phim ngắn đó, là tất cả cái việc cũng biết là về mức kinh phí đầu tư nè, rồi về phần thể lực của một diễn viên tham gia với một vai diễn rất là khó, đó là vai vệ sĩ, thì cần phải có thể lực rất là khỏe, rồi để tập những cái pha action rất là nhiều, rồi phải đánh võ, rồi phải vào những cái pha nguy hiểm nữa. Mà khi Phúc làm phim hay là Phúc làm dự án nào của mình đó, thì Phúc luôn luôn muốn mình là người thực hiện hết tất cả những cái cảnh quay đó, không có cần người đóng thế. Nên là ở cái thời điểm mà năm 2018 thì Phúc cảm thấy là Phúc mới đủ hết điều kiện để có thể là thực hiện được một bộ phim ngắn hoàn hoàn chỉnh như vậy. Thì lý do đó là cho tới đợi cho tới thời điểm này thì Phúc mới đủ điều kiện để thực hiện. À, em có được biết là trong cái bộ phim này thì anh Phúc là cũng bị bầm dập khá nhiều, bị chấn thương nữa. Thì đối với một người vợ như là chị Kim Cương á, thì cảm xúc của chị như thế nào khi mà chị thấy chồng mình bầm dập ở trên phim trường như vậy? Phúc luôn là người hết mình trong công việc, cho nên là mình đã theo Phúc khoảng một thời gian 6-7 năm nay, mình cũng hiểu được tính của Phúc, cho nên là những lúc quay như vậy thì mình cũng ở bên cạnh và chăm sóc lo lắng cho Phúc và động viên Phúc. Như vậy là đủ rồi. Anh hả? Chứ lúc mà vô quay rồi là ảnh cháy hết mình và ảnh sống trong một cái nhân vật lắm, chứ ảnh không phải là chồng của mình giống như ngày thường. Chị có từng bảo anh Phúc là anh ơi cảnh này hơi nguy hiểm quá, cảnh này quay xong chắc là bị thương đó, bị chày da chóc vẫy đó, thôi mình nhẹ nhẹ lại bớt một tí không chị? Thật sự thì mọi thứ thì mình để cho đạo diễn quyết định và Phúc quyết định, còn mình cũng luôn nói chung cân cân nhắc và nói là phải cẩn thận trong mọi cái hành động của mình trong lúc mình quay, chỉ như thế thôi, chứ cũng không cũng có xen vào cái vấn đề mà Phúc và đạo diễn quay nhiều. Ở bên nói chung là Kim Cương thì luôn luôn theo theo rất là sát cái công việc của Phúc để coi như là quan tâm chăm sóc về thứ nhất là sức khỏe, về lo lắng là không biết là bây giờ ảnh đã đủ sức để thực hiện một cái bộ phim mà quá nhiều cảnh hành động như vậy hay không, thì cũng rất là lo. Nhưng mà Phúc nghĩ là lo như vậy cũng tốt để mình cũng được yên tâm một phần nào để mình có thể mình thực hiện hết sức. Còn cái khoảnh khắc mà chị nhìn thấy chồng của mình bị thương thì như thế nào? Trong phim thì có mấy cảnh đánh nhau dữ dội, nhưng mà trước đó là mình cũng đã tập luyện rất là kỹ lưỡng rồi, cho nên là mình cũng đã có chuẩn bị tinh thần trước khi mà dựng để mà cho ra mắt khán giả rồi, cho nên là cũng không không có nhiều áp lực lắm. Tới thời điểm này thì hai anh chị đánh giá như thế nào về sản phẩm của mình? Phúc thì Phúc thấy đó là một cái sản phẩm hoàn chỉnh nhất của Phúc từ trước đến giờ. Dĩ nhiên là về khán giả thì khán giả của Phúc thì khen rất là nhiều. Rồi có những cái lớp, những cái đóng góp, những cái góp ý về phần nhỏ nhỏ như là về phần kịch bản anh cần phải như thế này, Anh cần phải rồi vui hơn một phần chút. rồi phần ví dụ hành động thì anh phải như thế, nên thêm như thế này như nè, thì đó là những cái ý kiến chung. Nhưng mà để gom hết lại những cái thông tin của khán giả thì đa phần là khán giả cũng khen cái bộ phim này rất là nhiều, thì Phúc cũng cảm thấy rất là vui là mình đã có một cái dự án mang lại một cái tầm ảnh hưởng cho khán giả của mình cũng cảm thấy rất là hài lòng với dự án này.